Ngày 4 tháng 7, theo nguồn tin của báo Người Lao Động, đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam tại Cần Thơ vừa ra quyết định xử phạt hành chính ông NHH, 36 tuổi, ngụ thành phố Hải Phòng, với số tiền 8,5 triệu đồng. Ông H đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính, trộm cắp, công nhiên chiếm đoạt, chiếm giữ trái phép đồ vật, thiết bị hoặc tài sản trong cảng hàng không, sân bay, trên tàu bay mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, vào tối 29 tháng 6, đội an ninh cảng hàng không quốc tế Cần Thơ nhận được thông tin từ trực ban cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho hay có một hành khách trên chuyến bay QH1431 từ Hà Nội đi Cần Thơ đã lấy một đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Movado của một hành khách khác tại điểm chờ lên tàu bay. Căn cứ vào hình ảnh từ camera an ninh của cảng hàng không quốc tế Nội Bài, khi ông NHH xuống máy bay, lực lượng an ninh cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đã mời người này về trụ sở làm việc. Tại đây, ông H thừa nhận, khi đi qua khu vực soi chiếu tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài, ông đã cầm đồng hồ của hành khách khác bỏ quên rồi đi ra cửa máy bay mà không thông báo cho lực lượng an ninh hàng không.